Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, rừng Amazon được mệnh danh là bảo tàng thiên nhiên hùng vĩ nhất trên thế giới. Đây cũng chính là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài sinh vật. Bên cạnh đó thì còn tồn tại những loài sinh vật phải coi là đáng sợ và nguy hiểm. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về 10 động vật ác quỷ của vùng rừng rậm Amazon để xem chúng là những loài vật nào nhé. Amazon được mệnh danh là khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế giới và là nơi trú ngụ của hơn 16.000 loài động vật lớn nhỏ. Trong đó, có những loài không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Theo các nhà khoa học, cứ trung bình 3 ngày lại có một loài động vật mới được phát hiện tại khu rừng rộng Nam Mỹ này. Vì vậy, Amazon được xem là một trong những khu vực bí ẩn nhất trong thế giới tự nhiên với đầy rẫy những sinh vật đáng sợ. Dưới đây là top 10 loài động vật nguy hiểm nhất ẩn náu trong khu rừng rậm Amazon. Một, chăn anaconda khổng lồ. Chăn anaconda là loài chăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư, thế nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài chăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút. Giống như các loài rắn khác, chúng thường xuyên lột xác. Anaconda cái đẻ con, chúng có thể đẻ từ 10 cho đến 50 con mỗi lứa. Hơn 200 kg, dài tới 9 m. Là những con số khủng khiếp khi nói đến kích thước của loài chăn khổng lồ này. Đây được coi là loài chăn lớn nhất thế giới và hầu hết thời gian nó đều ngâm mình dưới dòng nước sông Amazon để chờ đợi những con mồi xấu số. Chăn anaconda di chuyển chậm, sống đơn độc nhưng lại rất hung tàn với những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể nào chạy thoát. Khi xuống nước, món ăn ưa thích của chúng là một loài hung hãn khác. Đó chính là cá sấu. Chúng dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn ghim vào cơ thể cá sấu giữ chặt, không cho con mồi thoát ra ngoài. Sau đó mới dùng toàn bộ cơ thể quấn vòng con mồi, siết lại cho tàn nát xương cốt. Loài chăn anaconda tiêu hóa chậm nên chúng có thể nhịn đói được một thời gian dài, chừng một tuần mới đi tìm nạn nhân khác. 2. Cá piranha. Loài cá piranha hay cá hổ, cá răng đao, thường sống theo bầy đàn và được coi là loài thủy quái nguy hiểm nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Chúng có màu sắc khá là bắt mắt, từ vàng, xám, hơi xanh, hơi đỏ cho tới đen, dài trung bình từ 15 cho đến 26 cm. Hàm răng kinh khủng và sự hung dữ của cá piranha đã nổi tiếng toàn thế giới. Chúng có thể xé thịt của con mồi xấu số ra khỏi xương chỉ trong vòng vài giây. Mặc dù được biết đến là loài động vật ăn xác chết, nhưng vào mùa thức ăn khan hiếm, chúng có thể tấn công cả con mồi sống, thậm chí ăn thịt cả đồng loại. Nhiều trường hợp cá piranha tấn công con người đã được ghi nhận. Không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn, piranha còn có thính giác khá nhạy. Điều này giúp chúng xác định được vị trí của con mồi ngay cả trong dòng nước đục. Đặc biệt hơn, cá piranha còn được mệnh danh là loài vật khát máu, bởi lẽ khi tấn công con mồi, nạn nhân bị chảy máu dưới nước sẽ càng kích thích bản năng ăn thịt của piranha và càng khiến cho loài cá này tấn công điên cuồng hơn. 3. Cá sấu đen Caiman. Cá sấu đen là những loài thủy quái hung tợn của sông Amazon, một trong những con sông lớn và có nhiều loài động vật nguy hiểm bậc nhất thế giới. Loài cá sấu sống ở sông Amazon này có chiều dài 7 m, cân nặng 500 kg. Ngoài khả năng rình mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu đen Caiman còn có lực hàm rất mạnh. Đây được coi là loài động vật khổng lồ trong họ cá sấu. Tuy nhiên, chúng chỉ thực sự nguy hiểm khi chúng bị bỏ đói, còn bình thường chúng thường chủ yếu ăn cá. Chúng sở hữu những vũ khí giết chóc khủng khiếp nhất, sẵn sàng tiễn bạn về cõi vĩnh hằng chỉ bằng một cú tấn công trong chớp nhoáng. Với lực hàm cực mạnh cùng với khả năng săn mồi, lớp ngụy trang hoàn hảo,
Cá sấu đen Caiman là một trong những sát thủ săn mồi hung dữ nhất của vùng đầm lầy Amazon. Bốn, rết khổng lồ Amazon. Rết bình thường đã là một loài động vật khiến nhiều người phải sợ hãi. Thế nhưng khi nhắc đến loài rết khổng lồ ở Amazon, nhiều người sẽ phải khóc thét bởi chúng có chiều dài cơ thể lên tới 12 inch. Rết Amazon là một loài ăn thịt, ăn côn trùng, thằn lằn, ếch, chim, chuột, thậm chí là cả rơi, nhện khổng lồ Tarantula. Rết thuộc nhóm động vật thần đốt, phân ngành nhiều chân. Vũ khí cực kỳ lợi hại để tự vệ tấn công con mồi của rết khổng lồ chính là móng vuốt sắc nhọn và chứa nọc độc. Hai chi trước trông giống như một cặp nanh và chúng có độc. Nọc độc của rết Amazon khá mạnh, gây tử vong cho hầu hết động vật cỡ nhỏ. Chưa từng có trường hợp tử vong vì nọc độc của rết, nhưng chắc chắn vết cắn của loài sinh vật này gây ra cơn đau kinh khủng nhất thế giới. Vết cắn của rết Amazon có thể gây sưng, ớn lạnh và sốt cho người bệnh. 5. Rắn ba bước. Rắn Ferdinand là một loài rắn cực độc trong họ rắn lục. Chúng được thổ dân Amazon gọi là rắn ba bước. Bởi một khi đã bị nó cắn thì nạn nhân chỉ có thể đi nổi ba bước trước khi chết mà thôi. Nọc độc của loài rắn này vô cùng đáng sợ, có thể gây phá hủy mô lớn, chảy máu dưới da, thậm chí là mất trí tạm thời. Nó chính là một trong những sinh vật độc nhất khu rừng Amazon, khiến con người phải rùng mình khi nhìn thấy. Cái tên của loài bọ này xuất phát thực tế là nước miếng của chúng có kịch độc và có thể diệt chết con mồi nhanh chóng. Các bạn thân mến, bên cạnh loài trăn anaconda, cá piranha hay là cá sấu đen Caiman thì còn rất nhiều những ác quỷ tại vùng rừng rậm Amazon khác nữa. Còn ở trong video này, Mai Minh chưa nói đến. Hãy tiếp tục theo dõi video để xem đó là những sinh vật nào đấy nhé! 6. Lươn điện. Lươn điện trông giống như là cá da trơn hơn là lươn. Loài lươn điện có chiều dài 2,5m. Và sinh ra dòng điện từ các tế bào đặc biệt gọi là electrocyton nằm ở bên sườn. Dòng điện này có thể đạt mức 600V, gấp 5 lần so với dòng điện trong ổ cắm điện thông thường ở Mỹ và đủ để hạ gục một con ngựa. Nhiều cú sốc điện từ loài sinh vật này có thể gây đau tim hoặc suy hô hấp cho con người. Khi bị lươn điện tấn công, người bình thường sẽ bị choáng và chết đuối. Những con lươn điện xác định vị trí con mồi bằng cách tạo ra những dòng điện 10V trước khi làm con mồi bị choáng và giết mồi bằng những luồng điện mạnh hơn. 7. Ếch phi tiêu độc. Ếch phi tiêu độc là một nhóm các loài ếch trong họ Dendrobatidae, chuyên sống ở Trung và Nam Mỹ. Sở dĩ chúng có tên như vậy vì nọc độc của chúng được thổ dân da đỏ sử dụng để tẩm vào phi tiêu khi săn bắn. Sát thủ sở hữu nọc độc mạnh nhất trong họ này chính là ếch phi tiêu vàng ở Colombia với kích thước chỉ có 5cm. Da của chúng tiết ra bachratotoxin, một loại chất độc khiến hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn tới tử vong. Nọc độc của một con ếch phi tiêu vàng có thể giết chết gần 20 người đàn ông khỏe mạnh, hoặc thậm chí là hai con voi đực châu Phi. Loài ếch này có vẻ bề ngoài khá là rực rỡ và bắt mắt. Tuy nhiên, đừng để vẻ bắt mắt đó đánh lừa vì chỉ cần một va chạm nhỏ với da của chúng thôi, tim người có thể ngừng đập một cách nhanh chóng. 8. Kiến đầu đạn. Loài kiến đạn được mệnh danh là một trong những bậc thầy gây đau đớn nhất trong thế giới động vật với nỗi đau khủng khiếp. Kiến đạn có tên khoa học là Paraponera canvata. Sở dĩ loài kiến này có tên là kiến đạn vì cảm giác đau buốt như là bị đạn bắn mà nạn nhân phải chịu đựng khi bị loài kiến này cắn. Kiến đạn dài 18-30mm. Chúng là những con kiến màu đỏ đen với bộ hàm lớn có thể nhìn thấy được. Kiến đạn sống trong những cánh rừng mưa nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ, Honduras, Nicaragua.
Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia và Brazil. Kiến đạn xây dựng tổ trong các gốc cây để chúng có thể cất trữ thức ăn một cách an toàn. Kích thước cơ thể của loài động vật này rất nhỏ, nhưng nó sở hữu những vết cắn cực kỳ kinh khủng. Thậm chí vết cắn của chúng được coi là đau đớn hơn cả vết cắn của nhện độc Tarantula. Nhện độc Brazil. Nhện lang thang Brazil có nghĩa là kẻ giết người trong tiếng Hy Lạp. Nó được đánh giá là loài nhện có nọc độc nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay. Một vết cắn nhỏ của loài nhện Brazil này có thể hạ gục một người trưởng thành chỉ trong vòng vài phút. Năm 2007, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngoài việc gây đau đớn và biến chứng trong cơ thể có thể dẫn đến tử vong, nọc độc của loài nhện lang thang Brazil còn có thể gây ra sự cương cứng đau đớn trong một khoảng thời gian dài. Nó làm tăng lưu lượng chất nitric oxit giúp làm tăng lưu lượng máu, do đó mà nọc độc của nhện lang thang Brazil còn được sử dụng để chữa chứng rối loạn cương dương với tác dụng tương tự như Viagra. Muỗi rừng Amazon. Tử thân nhiều khi rình rập trong những vết đốt của loài muỗi rừng Amazon. Người bị đốt sẽ ngay lập tức gặp phải vấn đề như là mắc sốt rét giữa rừng xanh. Đây thực sự là một loài vật nguy hiểm bởi chúng quá là bé nhỏ và người ta khó lòng có thể tránh được những vết muỗi đốt khi đi vào rừng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về 10 loài động vật ác quỷ của vùng rừng rậm Amazon. Vậy các bạn thì cảm thấy đáng sợ với loài vật nào nhất? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếp một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!